Trên đời này có một việc rất khó làm, đó là làm vừa lòng người khác. Dù cho bạn có tốt bao nhiêu đi chăng nữa, thì thiên hạ cũng không bao giờ chừa bạn ra khỏi câu chuyện của họ đâu. Bởi vì cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cái miệng của thiên hạ không vành nên méo mó tứ phương, đó là chuyện bình thường. Mỗi loại cà phê đều mang một vị đắng, nó cũng giống như con người vậy thôi. Mỗi một người đều mang một nỗi niềm sâu lắng khác nhau, chẳng ai giống ai hết. Nên đừng bao giờ cố phán xét về cuộc sống của người khác. Mình không sống cuộc đời của người ta nên mình chẳng hiểu gì đâu. Chẳng cần phải sống vừa lòng ai hết, sống vừa lòng bản thân của mình là đủ rồi. Bởi vì giá trị đồng tiền là nằm ở cách tiêu, còn giá trị của con người là nằm ở cách yêu và cách sống. Thế nên trên đời này, ai muốn thắng xin nhường cho họ thắng, ai muốn hơn xin cứ tự nhiên. Đủ phước duyên thì hoàn toàn sở hữu.